đứng trước cái quán trà sữa Simon Pie Dây Đen. Các bạn thấy không, đây là thương hiệu nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh và đã hôm nay có mặt tại Long Xuyên đó các bạn. Thì mình đi ngang cái quán là nằm ở trên con đường Hai Bà Trưng, ngang cái phố đi bộ. Cái phố đi bộ là bên kia lộ đó các bạn. Thì các bạn cùng mình tham quan quán và thưởng thức những cái món nước uống ở đây nó như thế nào nha các bạn. Chị thấy đông quá, chị vô không được. Hôm qua đông dữ lắm luôn phải không? Đúng rồi, đông lắm. Hôm nay chị đi hơi trễ nè. Hôm nay chị đi trễ, nãy giờ đông khách lắm không? Này chưa? Cô chưa uống lần nào ha. Dùng xe cam hay là lấy cốc lồi? Thì mình thấy ở đây là quán có cái món rất là nhiều món uống nha. Và cái món trà sữa này có thương hiệu là nổi tiếng ở Sài Gòn, thì bắt đầu từ năm 1914 đó các bạn. Thì giờ có mặt tại Long Xuyên. Thì ở đây mình thấy có trà đào, trà ổi, trà xà, xoài, trà vải, trà dây đen, trái cây, trà lũ. Nói chung là ở đây là tất cả những cái loại trà này là trái cây hết nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ kêu một món mình dùng thử coi cái nó như thế nào nha. Thì các bạn ơi, mình đã mua một ly trà ổi, giờ mình sẽ thưởng thức ha. Ở đây rất là nhiều loại trà trái cây, thì mình sẽ lựa chọn một ly ổi. Cái ly như vậy là có giá là 20.000 nha các bạn. Mình thấy có hai miếng ổi xá lị ở trên cái ly nè. Mình
mời các bạn cùng thưởng thức với mình để xem cái ly trà này nó như có mùi vị gì nha các bạn. Không hôn. Cái này là gì em? Nó là cái phần khi mình cho khách ngồi á. À, ăn giải trí ha. Dạ, đúng rồi chị. Thì mình thấy gói ở đây giùm em nha. Ok, mình thấy cái này cũng rất là dễ thương nè các bạn, quán để lại cho mình. À, cái này để ăn giải trí mà trên cái ni nhỏ nè. Và cái muỗng dừa thì rất là lạ mắt và đẹp ha. Thì quán nằm ngay trên cái vỉa hè ngang cái công viên mà phố đi bộ Hai Bà Trưng á. Mình sẽ thưởng thức. Cái vị trà này nó có cái hương mùi ngổi thơm lắm nha các bạn. Thơm, hương vị thơm, ổi, mùi ổi và vị trà thì không có ngọt, nó rất là vừa uống nha. Nếu các bạn nào ở Long Xuyên á, có đi ngang phố đi bộ Long Xuyên mình á, thì phố bộ Hai Bà Trưng á, các bạn ghé ngang là dễ dàng tìm được cái quán trà là hiệu là Tibon Zayden, trà trái cây á các bạn. Đi qua chạy xe qua lại thì cũng rất là thú vị. Và bên phố đi bộ bên kia thì có nhiều trẻ em đang nô đùa bên kia, chơi đùa bên kia nha các bạn. Thì nước ở đây thì mình uống thấy là ngon đó, vừa uống lắm, không có ngọt gắt, có vị trái cây rất là thơm mát. Và uống cái trái cây này thì các bạn thấy mát mẻ nha, không có vị ngọt để mình nặng bụng hay gì chứ á. Uống buổi tối thì rất là thích các bạn. Mình lựa một ly ổi thì rất là thơm. Thì ở đây các bạn đến đây á, thì có nhiều cái loại trà trái cây để cho các bạn lựa chọn nha. Thì mình thấy là trà đào, trà ổi, trà xài, rồi trà vải, trà trái cây, trà lựu, trà dưa lưới nữa. Thì mỗi loại trà nó có hương vị mùi khác nhau thì tùy cho các bạn lựa chọn. Thì một cái quán mới nhưng mà cái hình trang trí thì rất là đẹp và mẫu mã thì nhìn là bắt mắt nha, với cái màu vàng chủ đạo đó các bạn. Đã vậy mình còn được tặng cái này để mà ngồi nhâm nhi, cái này là hạt hướng dương. Cuối tuần thì các bạn có thể đến với cái quán Tibon này và thưởng thức cái món trà trái cây thì rất là thú vị và thích ha, mát lắm á. Hôm nay thì mình đi chỉ có một mình thôi. Mình đi hôm nay không phải là ngày cuối tuần, cho nên là mình thấy cái lượng khách cũng không đông lắm. Nhưng mà mình thấy ngon và cách phục vụ tốt. Thì mong các bạn ghé quán ủng hộ nha. Mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và mình xin các bạn cho mình một lượt like và một lượt đăng ký. Mình sẽ làm nhiều video sao hay hơn gửi đến các bạn. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn các bạn lại video sau. Nhớ đến Zayden nhé.